chào quý vị và các bạn. Tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, trong cái quá trình hành nghề luật sư thì tôi thấy rằng đại bộ phận, đa số những người dân cũng vẫn chưa biết những cái nội dung cơ bản của một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hôm nay nói thẳng thuật ngữ nhà luật luôn nha, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy thì cái video hôm nay tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn những cái nội dung cơ bản của một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và tới lần tới thì tôi sẽ nói những cái nội dung cơ bản của giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất bạn ha. Thì hôm nay đây là một cái video cơ bản có tính hướng dẫn cho mọi người trong cái việc mua bán, trong cái việc chuyển nhượng. Thú thật với quý vị và các bạn, trong cái quá trình hành nghề thì tôi thấy rất là nhiều người sau khi được Ủy ban Nhân dân cấp quận, cấp huyện hoặc là thành phố, tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì họ lại đem cất vào tủ. Còn bây giờ hỏi một người nông dân, hỏi một người thậm chí những viên chức, hỏi rằng là nhà anh có cái sổ bao nhiêu thì cũng không biết. Thậm chí tôi lấy từ kinh nghiệm của tôi thôi quý vị và các bạn. Nếu trước đây tôi chưa có hành nghề luật sư thì tôi chỉ biết rằng cái diện tích nhà tôi đang ở nó có diện tích là 1.234 m². Thế thôi, tôi cũng không quan tâm tới. Và cứ thật ra tôi cũng không biết thế nào là số tờ, số thửa nữa các bạn. Mà đó là gọi là cử nhân luật đó chứ. Hiện tại thì tôi vẫn theo cái trào lưu, cái trend là mua bán nhà đất. Tuy nhiên thì cái phần nào để hướng dẫn, định hướng cho quý vị và các bạn, phần nào để cho nâng lên cái tầm, cái chất của người Việt Nam, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chứ tránh mất thời gian của quý vị và các bạn. Thì đây là một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi có kinh nghiệm thực tiễn, tôi đưa cho quý vị và các bạn kinh nghiệm thực tiễn các bạn ha. Một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cái điều đầu tiên các bạn ạ, cái điều đầu tiên đó là chủ quyền sử dụng đất. Chủ quyền sử dụng đất, các bạn sẽ thấy đây là chủ quyền sử dụng đất các bạn ạ. Ông, bà, các bạn ạ, ông, bà, các bạn ha. Thì như vậy, cái người đứng tên chủ quyền đó là ông Nguyễn Văn A. Thì sau này trong cái quá trình mình giao dịch, mình mua bán, tặng cho, cầm cố, thế chấp, thì mình sẽ giao dịch với chính chủ. Thường luật sư vẫn theo cái từ đó gọi là giao dịch với chính chủ, hoặc thông qua cái đại diện ủy quyền. Thì từ từ tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn. Vậy thì cái chủ quyền của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì? Chủ quyền của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là ông Nguyễn Văn A các bạn ha. Đây là má tôi ạ. Đây là má tôi, là bà Mai Thị Mánh ha. Trong cái tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn và đưa ra cho quý vị và các bạn một cái cố định, không có lẫn vào trong cái sự hướng dẫn của những cái trang web hoặc trang YouTube khác. Chúng ta sẽ biết cái điều đầu tiên đó là người chủ đất cũng được, người được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cũng được, người chủ quyền của đất cũng được, hay là chủ thể của hợp đồng đều đúng đó, đều là cái người chủ đất. Mà sau này nếu trong trường hợp theo pháp luật thì họ sẽ trực tiếp hoặc là thông qua cái đại diện ủy quyền bán cái đất này, chuyển nhượng đất này các bạn ha. Thì như vậy, cái đầu tiên trong một cái thông tin của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó là chủ thể, chủ quyền sử dụng đất, chủ quyền đất. Lý do tại sao mà luật sư lại nói là chủ quyền đất? Vì các bạn biết không, nhà nước theo từ luật đất đai năm 1993 đến luật đất đai năm 2003 tới luật đất đai năm 2013 đều nói rằng nhà nước đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Cho nên đố quý vị và các bạn tìm được những người chủ đất, đất là của nhà nước nha,
nhà là của người dân các bạn ha. Rồi đó là người chủ quyền đất. Cái yếu tố thứ hai mà tôi muốn đưa cho quý vị và các bạn đó là cái phần diện tích đất. Các bạn thấy không, trong cái phần này được chủ quyền sử dụng, các bạn thấy không, được chủ quyền sử dụng 1, 2, 3, 4. Các bạn nha, đừng lấy thông tin của tôi làm giả rồi tí nữa mấy mốt nhà tôi là bị mất đất mất nhà, nói là tại vì Thu đem cái giấy tờ đem lên mạng nha. Đừng làm thế, tội nghiệp em lắm. Vậy thì trong cái thông tin của bất cứ một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy nào cũng đều có, thứ nhất đó là diện tích đất mà nhà nước công nhận cho bà A này được 1.234 m². Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một chứng từ đó bạn, chứng từ ghi nhận một quyền về tài sản. Vậy thì khi chúng ta đi giao dịch các bạn ha, khi chúng ta đi ra giao dịch thì khi chúng ta cầm được, cho dù đó là một cái tờ photo, thì chúng ta sẽ nhìn lên, cái người này hoặc là môi giới hoặc là chủ quyền sử dụng đất hoặc là chủ đất, nói là chủ đất đi, ông này ông được 300 m, ông bán trọn một sợ thổ 300 m, hay là bây giờ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 1.000 m nhưng mà ông bán 500 m. Thật ra thì vì sao luật sư phải tương tích cho quý vị và các bạn, vì có rất là nhiều trường hợp vì lý do không thể tách thửa được, vì lý do không thể tách nhỏ được, cho nên mặc dù là bán trọn thửa là 1.000 m nhưng thực tế các bên thỏa thuận chỉ có 300 m à. Cho nên hôm nay đây là một cái thông tin cơ bản giúp quý vị và các bạn hiểu được rằng nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho bà A là 1.234 m² từ ngày 9 tháng 5 năm 2000 các bạn ha. Rồi đó là vấn đề diện tích trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vấn đề thứ ba đó là những cái thông tin cơ bản. Thông tin cơ bản trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thông tin cơ bản này sẽ được ghi nhận trong cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất các bạn ạ. Thì hôm video lần trước tôi có nói, nếu quý vị và các bạn mua bán đất thì chúng ta sẽ có một cái hợp đồng chuyển nhượng. Nếu quý vị và các bạn mua bán nhà thì chúng ta sẽ có một cái hợp đồng mua bán. Vậy thì trong cái chủ quyền của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà A thì bà A sẽ có trong cái diện tích là 1.234 m² này, bà A có tổng cộng một thửa thôi. Có những cái giấy tờ này các bạn sẽ coi ha, đây là một cái, nó có từng cột các bạn ạ. Cột thứ nhất là tờ bản đồ, cột thứ hai đó là số thửa, cột thứ ba là diện tích, hồi nãy diện tích nói rồi, thứ tư là tọa lạc đâu đó. Thôi thì đây là một trong những video cơ bản. Mỗi một video luật sư Thu Đoàn cũng đưa cho quý vị và các bạn đúng những cái nội dung cơ bản thôi, nói nhiều quá thì đâm ra nó bị loãng. Vậy thì cái nội dung thứ ba đó là số thửa. Ví dụ như tôi nói rằng là tôi ở xã Phước Vĩnh An, thì các bạn biết không, ví dụ vào thẳng năm 2000 ở xã Phước Vĩnh An có 5 tờ bản đồ. Thì khi lục cái tờ bản đồ số 3 này thì sẽ có một cái thửa đất số 7. Thửa đất số 7 này sẽ có tên của bà A. Thửa đất số 8 này có tên của bà B. Các bạn ạ. Thưa quý vị và các bạn, thông qua cái video về những nội dung cơ bản của một hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, những nội dung cơ bản thông tin được ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà tao gọi chung đó là sổ đỏ, sẽ được luật sư Thu tóm lại như thế này các bạn ạ. Thứ nhất, chúng ta phải biết được rằng cái sổ đỏ, cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chúng ta
được Ủy ban Nhân dân cấp quận, Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp cho bà A, hay là cấp đại diện, hay là cấp cho hai vợ chồng như thế nào đó, thì trong những video lần tới thì luật sư Thu Đoàn sẽ gửi đến quý vị và các bạn. Thứ hai, đó là diện tích được ghi nhận trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vào năm 1999, khi tôi mà ra trường đó quý vị và các bạn, thì tôi đã làm cho gia đình tôi cái thửa đất này. Và sau khi thửa đất này thì về má tôi cũng cất vào tủ thôi. Thì như vậy, cái diện tích đất được thể hiện cái thông tin trên cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi trên số đỏ, để chúng ta biết được rằng khi chúng ta mua đất, khi chúng ta bán đất, khi chúng ta chuyển nhượng đất, khi chúng ta nhận chuyển nhượng đất, thì hai bên phải thỏa thuận rằng mặc dù trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên bán đất là 1.234, tuy nhiên các bên chỉ thỏa thuận là có 500. Trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 1.234, tuy nhiên rằng là bà A này bà bán hết toàn bộ cái thửa này các bạn ha. Vấn đề thứ ba là những cái thông tin về nhà đất. Thì thông tin về nhà đất, thông tin bao gồm số tờ, số thửa, tờ bản đồ, tọa lạc ở đâu. Thì trong từng những cái video cơ bản thì tôi sẽ giúp cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn hiểu thêm những cái quy định của pháp luật. Bây giờ thì có điện số điện thoại rồi cho tất cả các bạn. 99 video cơ bản luật sư Thu sẽ tặng cho quý vị và các bạn, sẽ không lẫn vào đâu so với những cái trang YouTube khác các bạn ha. Cảm ơn các tình yêu, cảm ơn các quý ân nhân đã song hành với luật sư Thu Đoàn trong suốt thời gian qua. Hy vọng là những cái chia sẻ này sẽ có ích cho quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.